Dương Lâm ra rẻ năn nỉ xin debut ở fan meeting của Thủy Tiên, quẩy xung quanh áo như idol, nhưng cất giọng lên thì lạ lắm. Sau thời gian dài bận rộn với các dự án trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thủy Tiên vừa tổ chức một buổi fan meeting để gặp gỡ, giao lưu cùng người hâm mộ. Sự kiện diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, có sự góp mặt của một số sao Việt như Lê Dương Bảo Lâm, rapper Hiếu Thứ Hai cùng đông đảo khán giả hâm mộ Thủy Tiên. Xuất hiện tại buổi fan meeting của Thủy Tiên với vai trò khách mời kiêm luôn ca sĩ biểu diễn, nam diễn viên đã có màn trình diễn cực cháy với ca khúc Đo Emon chế rất viral những ngày qua. Nam diễn viên hát cực hăng say kèm theo nhiều động tác vũ đạo nóng bỏng. Chính sự hài hước và lăn xả của Lê Dương Bảo Lâm mà bữa tiệc của Thủy Tiên càng thêm ấn tượng và ý nghĩa. Lê Dương Bảo Lâm còn có màn quang áo đầy chuyên nghiệp như các idol pop đầy ấn tượng. Thủy Tiên đã đứng phía trong sân khấu liên tục nhún nhảy trước màn trình diễn. Vậy thôi, quang xuống. Wow. Rồi chàng xuống đó nha, chàng xuống luôn. Bên dưới đoạn clip được đăng tải, đông đảo cư dân mạng đã vô cùng thích thú trước màn trình diễn của Lê Dương Bảo Lâm trong buổi tiệc. Sau buổi fan meeting, Thủy Tiên đã không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà khán giả dành cho mình.